Đầu tiên là chiến công đi, tổng quan đi của tất cả các chiến dịch thế nào? Đang hiện tại đang có bao nhiêu chiến dịch? 1, 2, 4 Dạ đúng triệu một rồi, ngày, mẹ dân chơi nhỉ? không đặt như vậy thôi nhưng mà nó chạy hết rồi anh, chạy ngày cũng mấy trăm ngàn. Nó không cắn hết hả? Dạ không, Em click vào anh xem nào. Em chạy quảng cáo từ bao nhiêu lâu nay rồi? Chào 500 chị em Việt YouTubers. Chúng ta sẽ thảo luận tiếp về vấn đề quảng cáo để có view, có sub YouTube, cách nhanh nhất để phát triển kênh mà không phải dùng chiêu, không vi phạm pháp luật của YouTube. Trong cái clip lần này thì chúng ta sẽ thảo luận một số vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ trước khi chạy quảng cáo. Vấn đề thứ nhất là vấn đề bạn làm YouTube để làm gì? Có phải làm YouTube để lấy view, để có doanh thu từ quảng cáo Google hay không? Hay là bạn làm YouTube để bán hàng? Hay là bạn làm YouTube chỉ để thỏa mãn đam mê của bạn? Đấy là những câu hỏi mà bạn phải đặt ra trước khi bạn chạy quảng cáo, thậm chí là trước khi bạn bắt đầu làm kênh YouTube. Rồi, câu hỏi thứ hai là với cái mục đích của bạn như thế thì bạn chạy quảng cáo, bạn đặt ra cái mục tiêu gì cho cái chiến dịch quảng cáo của bạn? Được chưa? Đấy là câu hỏi thứ hai. Rồi, câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba là với mục tiêu của kênh YouTube của bạn như vậy, với mục tiêu của chiến dịch quảng cáo như vậy thì bạn đo lường cái chiến dịch quảng cáo đấy như thế nào? Đấy là những câu hỏi nền tảng, những câu hỏi nòng cốt mà chúng ta phải trả lời được trước khi chúng ta chạy quảng cáo. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem kênh, đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông. Đây sẽ là nơi chút bầu tâm sự của tất cả YouTubers Việt Nam, đồng thời cũng là nơi cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của YouTube từ HandyFan Support của BBTV, network số 1 thế giới trên nền tảng YouTube. Alo. Alo anh. Mở camera ra xem nào. Em không có camera anh ơi. Điện thoại đâu? Phone đâu? Điện thoại em lại không đăng nhập vào nick này. Cái gì? Anh không nghe. Em không đăng nhập bằng nick này. Em không đăng nhập bằng nick này thì em đăng nhập lại đi, anh nhìn nói chuyện với nhau phải nhìn thấy mặt nhau chứ, không thì ra đường đánh nhau sao? Em cài lên. Alo. Có nghe rõ không anh? Được. Nghe rồi, đẹp trai rồi. Cái kênh này là em làm một mình hay là em làm chung với ai? Dạ em làm về hai người nữa. Yeah. Dạ. Ác nha. Làm lâu chưa? Làm em làm mới YouTube một lâu tháng chưa? Anh, một tháng. Biết rồi nhưng mà ý anh hỏi là em biết làm YouTube lâu chưa? Dạ em làm thì cũng được 1-2 năm rồi, bây giờ làm 1-2 năm ngày trước làm bên đốc rồi sao em bỏ không làm nữa? Không làm nữa. Ngày xưa là em đa phần rẽ úp là nhiều. Dạ. Dạ. Nha, bây giờ này, ở trên cái app Zoom em thấy có chữ share một cái không? À, share đây rồi. Share cái màn hình đấy xem nào. Screen. Em có bao giờ xem kênh Việt YouTubers không? À, em coi rồi em. Coi rồi hả? Kia đây anh giống như các kênh khác mình chia sẻ đấy, nếu mà có cái gì có giá trị hữu ích cho cộng đồng anh xin phép đưa lên kênh Việt YouTuber nha. Dạ dạ dạ. Ok. Cái nghề này ở đâu ra mà em kiếm được ra hay vậy? Cái hình nào anh? Cái nghề này này, cái nghề mà khôi phục này này. À cái nghề đấy hả? Cái nghề này thì em xem tình cờ xem được mấy kênh là lớn á, xong rồi là em về phục hồi cho các bạn em làm cái cơ khí á. Trong đó về rủ bạn làm hả? Dạ. Bạn làm bên rủ cho làm chung. Hả? Dạ, ý là nó có làm bên cơ khí á, xong em rủ về làm chung luôn. Dạ. Nhưng mà sao anh thấy mới có 5 video mà lên mạnh vậy? Chiêu. Dạ đây là do nó chạy quảng cáo anh. À. Dạ.
chạy quảng cáo ha. Dạ, em hôm trước chạy, anh chạy hả? Ai chạy? Em tự chạy luôn em. Tự chạy hả? Dạ. Hèn gì, hèn gì mà anh thấy lạ mà lên nhạnh, lên mạnh. Thì bắt đầu phải chi cho nó ít để kiếm ít view anh. Em chạy quảng cáo, anh xem cài đặt quảng cáo của em nào. Đây em. À, đầu tiên là chiến công đi, tổng quan đi của tất cả các chiến dịch thế nào. Đang hiện tại đang có bao nhiêu chiến dịch? 1, 2, 4 triệu một ngày, mẹ dân chơi nhỉ? Có, đặt như vậy thôi nhưng mà nó chạy hết rồi anh, chạy ngày còn mấy trăm ngàn. Nó không cắn hết hả? Dạ không. Em click vào anh xem nào. Em chạy quảng cáo từ bao nhiêu lâu nay rồi? Dạ em bắt đầu vừa mới tạo kênh lên là ra được video nào là em chạy video đó luôn anh. Rồi. Dạ. Chạy bằng xem cài đặt của chiến dịch nào. Anh xem cài đặt nào. Ở đây đây đây, cài đặt chiến dịch đây. Đây đây. Trạng thái. Mục tiêu không có, ngân sách 4 triệu. Mà kết quả tìm kiếm trên video trên YouTube, đối tác video trên mạng hiển thị. Ok. Rồi, bấm vào tổng quan xem nào. Từ từ để nguyên. Dạ. Màu đỏ là gì nhỉ? Màu xanh là gì nhỉ? Màu đỏ là máy tính nhỉ? Màu xanh là điện thoại. Cái này là di động, điện thoại di động, màu đỏ là máy tính bảng. Không, cái dạ, cái biểu đồ bên trên kìa. Biểu đồ bên trên là cái màu xanh là số lần hiển thị. Còn bên dưới là số lần xanh. Thế anh hỏi Kiên, thế mỗi lần mà mình chạy một thời gian xong rồi nó bị không cắn đề xuất nữa thì em phải làm sao? Không cắn quảng cáo nữa thì em phải làm sao về chiến dịch quảng cáo của mình? Không cắn phải. Ừ. Thường là nó chạy quảng cáo nha, muộn nó chạy, em chạy một thời gian nó cắn xong rồi nó lại xuống dần đúng không? Thì em phải làm sao? À, cái này thì em nâng giá thầu lên là nó mới chạy lại nha. Nâng giá lên là chạy lại hả? Dạ, cái này là mình cho mình dùng đến cái cảnh nhiều quá là mình hạ giá thầu xuống, nó bắt đầu nó lại giảm được view. Thầu lên và là lại cắn. Dạ. Dạ. Thì mình nâng giá thầu lên nó lại cắn view lại thôi. Dạ. Yeah. Em thấy chạy quảng cáo em thấy như thế nào? Hiệu quả như thế nào? Chạy ba kiếm view với xúc nhiều chứ thật để cảnh được đề xuất hay là để ấy là nhiều thì cũng khó. Yeah. Từ khóa anh xem nào, click vào từ khóa xem nào. Từ khóa thì em đánh đúng chủ đề bên phục hồi đó mà tỷ lệ xe nó vẫn còn thấp lắm, tầm 10%. Sao không thấy từ khóa metal restoration nhỉ? Cái từ khóa đó nó thấy lâu lâu thỉnh thoảng nó mới cắn anh ơi, ví dụ như là cái tool này, restoration này. Những cái từ khóa liên quan đến là tên nó cắn nhiều, còn cái từ khóa kia thì em thấy ít khi cắn lắm. Uh-huh. Những cái từ mà liên quan đến ngành nghề mà cơ khí này thì họ xem nhiều, tìm nhiều hơn đó. Mẹ, em làm cái này mà em còn đi theo hướng cơ khí thì đến bao giờ nó mới lên mẹ. Thôi được rồi, thế hồi trước em làm re-up à? Dạ. Cũng làm YouTube chuyên nghiệp quá rồi còn gì nữa. Thế bây giờ còn kênh nào? Re-up gà thôi, nghĩ chứ chả phải được pro gì đâu mà. Còn kiếm được tiền không? Kiếm cũng được nhưng mà nó cũng chả bao nhiêu hết đấy. À, không đáng kể hả? À. Cái kênh này bây giờ chưa bật kiếm tiền đúng không? Dạ chứ, anh mới đủ điều kiện cách đây 2 ngày rồi. Mới đủ điều kiện cách mà bây giờ em đủ dơ, dạ. Đủ dơ không nhỉ? Đủ hết rồi em. Đúng giờ đúng suốt. Quay lại cái kênh anh xem nào, quay lại cái kênh. Anh xem click vào anh xem cái clip đầu tiên nào, 10 phút 4 giây. Đây. Ừ. Mấy ông này tiếng Anh có vẻ chắc phết nhỉ? Anh thấy tiếng Anh có vẻ ok phết nhỉ? Anh của em hay của ông nào?
Dạ, tiếng Anh này em có một thằng bạn nó chuyên chuyên làm bên tiếng Anh hết, anh là mình nhờ được nhiều. Cái kênh mà bữa trước em gửi cho anh trước khi em làm, hoặc em hỏi là cái kênh nào nhỉ? À, đó là cái kênh lớn hay sao anh ạ? À? Trước anh em đưa kênh nhưng mà cái kênh đó là chưa 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 tạo. Lúc em hỏi anh xong rồi là em mới tạo ra cái kênh này luôn á. Rồi anh tạo Thì anh anh biết bảo anh rồi, kêu. để cái kênh đấy là kênh nào nhỉ? Mở cái kênh kia ra anh xem nữa, thử xem nào. Kênh nào mà ông thấy mà ông tâm đắc nhất? Đây kênh này như tâm đắc là cũng có nhiều kênh lắm mày, mà em mấy kênh chưa chưa đủ trình để làm theo, do là cái điều kiện bây giờ cái góc quay cũng chưa chưa được hoàn thiện bằng cái bọn này Anh lắm. thấy bọn em quay đẹp quá còn gì nữa, quay máy chất lượng như nước ngoài còn gì nữa. Kênh tâm huyết nhất thường thấy Em là quay đẹp bằng luôn máy này. gì vậy? Canon Canon à? Canon gì? G7. Máy giàu thế. Đó, cái Đấy, này nó thử xem nào. Cái này là rẻ. nó làm nhiều vật liệu khác nhau, đâu phải chỉ mỗi sắt đâu hả em? Dạ đúng rồi, nó cái này là nói chung là từ sắt hết anh ạ, nhưng mà cũng có cả nhựa rồi là tùm Đâu em click vào một cái, từ từ nhìn xem cái nào nhiều view. Click vào cái nào 4 triệu 3 view anh xem nào. Từ từ nha, từ từ em quay lại nha. Cái chỗ này là kiên lưu ý này. Em quay lại, tua lại từ đầu cái clip này. à đây Đây đây. này, chữ này đó, dừng lại đi, em thấy cái chữ màu trắng này không? It Dạ can đấy. be used is listed in the video description below nha. Dạ. Chữ này nghĩa là gì không? Em chưa rõ luôn. Cái này nhá, anh chỉ cho này. Cái chữ này nó nghĩa là các công cụ thiết bị tôi dùng ở trong video, ở trong phần mô tả bên dưới. Là Cái này cái sẽ là cái đoạn gì? này đây. Là cũng làm ra cái thùng cái đống này đây. Tất cả các dao rồi tool rồi này, cái gì cạo kiếc nó mua ở trên Amazon là nó lấy link về đây này. Xong Dạ. ai mà muốn làm theo là click vào đây này. Amazon này Dạ. tiền khá phết đấy, nó hoa hồng của nó, ví dụ như có khán giả nào mà thích nhá vào mua nha, em Dạ. được hoa hồng này, cái tiền này nhiều hơn tiền quảng cáo rất nhiều này. Em đi Dạ. em phải lưu ý cái vấn đề này, em phải kiếm tiền ở trên Amazon này này, Dạ. em hiểu Nhưng không? mà quan trọng có view kiếm cái ai không có Anh view đang nói những cái chuyện mà lâu dài, em còn muốn đi theo cái việc này lâu dài hay không. Còn tất vậy. nhiên là việc trước tiên là mình làm là phải cho nó có view, phải cho nó có khán giả, cái chuyện này ai chả hiểu. Nhưng mà mình cứ biết trước là những cái gọi là những cái cột mốc mà mình sẽ phải đi tới. Anh không nói là em làm ngay. Dạ. Tại vì nếu mà bây giờ Dạ. em làm vào những cái việc như này thì thành ra nó lại là cái việc ở trên trên nóc nhà mình lại làm trước, trong khi cái móng chưa làm xong. Dạ. Anh nói để em biết có những việc như thế, hiểu Dạ không? dạ vâng. Đấy, sao thằng này nó không bật quảng cáo nhỉ? Em cũng không hay là rõ em luôn. hay là em áp block nó, hay là em chặn. Dạ không. Trên cái trình duyệt này là em không ép lớp gì hết ra, vì em phải kiểm tra hết video của nó để xem thử là kênh nào có kiếm tiền hay không cần kiếm tiền Anh mà. nghĩ nhiều khả năng là thằng này nó kiếm tiền từ những cái giống như anh nói đấy, kiếm tiền trên Amazon nó nhiều hơn quảng cáo, cho nên là tắt quảng cáo luôn đấy. À vậy à. Chứ không phải giỡn đâu. Dạ. Một là nó bán sản phẩm này, cái sản phẩm nó phục chế ra rồi này, nó để bên dưới là nếu ai muốn mua thì mình có thể bên dưới là nếu ai muốn mua ấy, đấu giá này các kiểu ấy thì liên hệ ở chỗ nào đấy, em làm sao nghĩ cách để cho khán giả người ta có thể liên hệ được nha. Dạ. Hiện tại thì nói chung là bây giờ nếu mà em ship đi toàn toàn thế giới ấy, vận chuyển toàn thế giới ấy, nó cũng khá rẻ chứ không phải là đắt lắm đâu. Tất nhiên nếu mà Dạ. giá mà được ok, em đặt cái mức giá ok, xong rồi vận chuyển này, nó những cái sản phẩm mình làm ra như này là bán rất là khá tiền, tại vì ấy, cái này nó là gọi là gì ta, thủ công mỹ nghệ mà, handmade mà, Dạ. bọn Tây nó thích lắm. Dạ. Mình đã hướng theo khán giả Dạ. là Tây, mình phải tính đến chuyện đó. Dạ. Chứ còn tất nhiên là trước mắt thì mình cứ hướng vào một là vì tiền quảng cáo. Dạ. Ok, Ok dùng của em chắc chắn nó sẽ có khán giả, nó rất là ngách nhưng mà sẽ có khán giả. Quan trọng là bây giờ mình phải tìm được khán giả. Em nghĩ là cái này ai sẽ xem, những cái này em làm ai sẽ xem.